thế chào các bạn trong buổi học tiếp theo ngày hôm nay chúng ta cùng xem xét các bài tập liên quan đến đại lượng tỷ lệ nghịch Thế nào là đại lượng tỷ lệ nghịch Chúng ta sẽ xem xét các bài toán liên quan để chúng ta có cái hình dung nha Bài đầu tiên này 14 người đắp xong một đoạn đường trong 6 ngày Đấy Hỏi 28 người thì đắp xong đoạn đường đó trong bao nhiêu ngày Thì tóm tắt nhé 14 này 14 người này thì đắp xong một đoạn đường trong 6 ngày. Trong 6 ngày. Giờ tăng lên 28 người. Họ trong bao nhiêu ngày? Trong bao nhiêu ngày? Đấy. Bây giờ sẽ phân tích để các bạn hiểu thế nào là đại tỷ lượng tỷ lệ nghịch. À, thầy lấy ví dụ nhé. Ví dụ này. 4 học sinh. 4 học sinh. 4 học sinh. Đấy. 4 học sinh. À, xem nào bốn sinh sinh à, trồng trồng cây trong hai ngày hai ngày thì xong trồng cây trồng cây trong hai ngày thì xong hỏi hỏi tám học sinh tám học sinh thì trong bao ngày thì xong thì rõ ràng thì bạn thấy nhé khi số học sinh càng tăng thì số ngày làm việc càng giảm trước không phải càng tăng các bạn nhé càng giảm đấy vậy số ngày số sinh tăng lên bao nhiêu lần thì số ngày sẽ giảm đi bấy nhiêu lần đó là đại lượng học sinh và đại lượng số ngày là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau và chúng ta làm như nào nhớ thấy này à, chúng ta lấy 4 chia 8 4 chia 8 và nhân với hai chúng ta sẽ được một này đấy nó ngược với công thức tích chéo ở hai bên tuận. thì thuận là chúng ta phải lấy 2 nhân 8 rồi chia 4 đúng không đằng này chúng ta lấy 2 nhân 4 và chia cho, chia cho 8 Đấy. À, áp dụng bài này chúng ta sẽ lấy này chúng ta sẽ lấy 6 nhân 14 và chia cho 28 chúng ta được 10 14 và 28 chúng ta được 2 chúng ta được 3 ngày chúng ta được 3 ngày được rồi À, để tưởng tượng hơn nữa các bạn thấy này nhé 18 gấp 2 lần 14 đúng không vậy số này phải giảm đi đưa giảm đi một nửa vậy là 6 chia 3 6 chia 2 được được 3 bài tập số 2 trong dịp Tết Nguyên Đán một cửa hàng đã chuẩn bị một số mất bán đủ trong 20 ngày nếu mỗi ngày bán 320 hộp ở đây ở đây chúng ta có dữ kiện là 20 ngày 20 ngày nếu mỗi ngày bán 320 hộp trên một ngày được chưa? Đấy. Hỏi này. Thực tế cửa hàng lại bán trong bán một ngày được 400 hộp cơ. Đấy. hỏi số hộp bút đã chuẩn bị đủ bán trong bao nhiêu ngày? Vậy ở đây, ở đây là 400 hộp. 400 hộp. À, ta thấy nhé Khi mà số hộp bán trong một ngày càng tăng thì số ngày sẽ càng càng giảm đúng không? Vậy đây chính là hai đường tỷ lệ nghịch với nhau. Vậy là chúng ta sẽ ra đáp số là gì? Theo công thức chúng ta lấy 20 nhân 320 320 và chia cho 400 400 đúng không? Đấy. Ta lấy này, giản nước 2 số 0 đúng chưa? À, 32 chia 4 được 8, 8 nhân 2 16. Vậy chúng ta có 16 này Được chưa? Công thức thầy nhắc lại nhá. 6 nhân 14 chia 28. 2 nhân 4 chia 8 320 x 20 chia cho 400. Đó là công thức liên quan đến đại lượng tỷ lệ nghịch. Chúng ta cùng nhau sang hai bài tập tiếp theo. Một xe tải có sức chứa 180 bao gạo, mỗi bao chứa 50 kg gạo. Nếu chất lên xe đó các bao gạo mà mỗi bao chứa 45 kg gạo thì xe đó có thể chở được bao nhiêu bao gạo. À, ta tóm tắt như sau có sức chứa 180 bao gạo đúng không? 180 bao. 180 bao. Mỗi bao chứa 50 kg. 50 kg trên một bao. trên một bao. Được chưa? Đấy. À, bây giờ số bao lại là 45 kg trên một bao. Thì hỏi xem chứa được bao nhiêu bao bao nhiêu bao bây giờ xem đây là đại lượng tỷ lệ thuận hay tỷ lệ nghịch nhá các bạn thấy này uh, khi mà số kg ở một bao càng giảm thì số bao sẽ càng càng tăng đúng không vậy đây là hai đại lượng tỷ lệ nghịch rồi chúng ta ngay đáp số là gì chúng ta lấy là 50 50 nhân 180 đúng không và chia cho 40 nhập đấy 180 chia 45 chúng ta được 4, 4 nhân với 5 10 230. Vậy tóm lại, đáp số đây là là 230. Bài số 2. Có một khối lượng gạo đủ cho 15 người ăn trong 12 ngày. Được chưa? Vì số người thực tế đông hơn dự kiến nên số gạo đủ ăn trong 4 ngày thôi. Hỏi số người thực tế ăn là bao nhiêu người? ta tóm tắt này biết là mức ăn của mỗi người là như nhau có một khối lượng gạo đủ ăn trong 15 người 15 người mà ăn trong 12 ngày ăn trong 12 ngày Đúng chưa? Đấy. nhưng thực tế lại đông hơn nên số ngày ăn chỉ được trong là 4 ngày thôi 4 ngày thôi hỏi ở đây có bao nhiêu người Đúng chưa Bây giờ ta xem này À, khi trong một gia đình cũng vậy, à, khi bố mẹ chúng ta à, mua thức ăn đủ trong à, 3 ngày chẳng hạn, đúng không? Nhưng khi mà có khách đến thì số lượng thức ăn đó sẽ không thể đủ ba ngày được. Vậy chúng ta thấy ngay là gì? Khi số người càng tăng thì số ngày ăn lại càng càng giảm. Vậy số người và số ngày là hai đại lượng tỷ lệ nghịch và theo công thức chúng ta phải tìm được ngay đó là 5 nhân 12 và chia cho 4 đúng chưa? 12 chia 4 được 3. 3 5 15. Vậy chúng ta có là 15 người. À tôi xin lỗi. Đây là 15 nhá, 15. 15, vậy chúng ta có là 45 người. Đấy. 12 chia 4 được 3, 45 người. Vậy tóm lại, số người thực tế nó là 45 người. một đội xây dựng dự định có 30 công nhân làm việc trong 160 giờ. Đấy, nhưng lúc làm đội công nhân được bổ sung thêm 10 người. Được chưa? Hỏi đội công nhân đã hoàn thành công việc trong bao nhiêu giờ? Ta xem nhá. Thứ nhất này, đội công nhân này uh, được giao hoàn thành trong 160 giờ với 30 công nhân, được chưa? Với 30 công nhân. 30 công nhân hoàn thành công việc trong 160 giờ. 160 giờ. À, nhưng thực tế lại bổ sung thêm 10 người, tức là 40 công nhân. 40 công nhân. Họ trong bao nhiêu giờ? Ta xem đây là hai đại lượng đại tỷ lệ thuận hay nghịch với nhau. Khi mà số lượng công nhân càng tăng, đúng không? Làm trong một công việc cụ thể thì tất nhiên là số giờ sẽ sẽ giảm. Vậy tóm lại, số công nhân và số giờ là hai đại lượng tỷ lệ nghịch với nhau và theo công thức chúng ta có là 30 nhân 160 60 và chia cho 40 chúng ta được là 120 giờ. Đấy, và đáp số nó là 120 giờ. Bài số 2, một đội công nhân dự định có 40 người được giao đắp một đoạn đường, 40 người. 40 người. Trong 15 ngày. Trong 15 ngày. Đó, nhưng thực tế lúc thi công thì có 20 người bị điều đi nơi khác 20 người bị điều đi khác vì chúng ta chỉ còn 20 người thôi nhá ta lấy 40 chữ 20 20 người đúng không và họ trong bao nhiêu ngày rồi khi số người giảm thì tất nhiên là để hoàn thành một công việc như vậy thì số ngày nó phải tăng và đây chính là hai đường tỷ lệ nghịch chúng ta lấy 40 nhân 10 15 chia cho 20 và chúng ta được 30 ngày và số ở đây là 30 ta xem uh, 3 bài tập tiếp theo. Một bếp ăn dự trữ đủ gạo cho 120 người ăn trong 20 ngày nhưng thực tế đã có 150 người, hỏi số gạo dự trữ đó đủ ăn trong bao nhiêu ngày? À ta xem này. 120 người, được chưa? Ăn trong 20 ngày, ăn trong 20 ngày. Ăn trong 20 ngày. Hỏi 150 người với lượng thức ăn như vậy thì ăn trong bao nhiêu ngày rõ ràng đây là hai đại lượng tỷ lệ nghịch với nhau vậy chúng ta chỉ cần làm cái tính đơn giản là 120 nhân 20 và chia cho 15 150 đúng không các bạn sẽ ra ngay à, ở đây là các bạn sẽ rút gọn cho cho bao nhiêu nhỉ? cho 3 đúng không 12 12 cho 30 đi 12 chia 30 chúng ta được 4 đúng không 4 x 20 chia cho 5 đúng không và chúng ta được là 10 16 ngày Vậy đáp số đây là 10 16 bài số 2 một đội xây dựng dự định có 10, 20 công nhân làm trong một một đội xây dựng này à, dự định có 20 công nhân làm việc trong 200 giờ như lúc làm đội công nhân được bổ sung thêm 5 người hỏi đội công nhân đã hoàn thành công việc trong bao nhiêu giờ. Tương tự như vậy, chúng ta thấy rằng à, khi số lượng công nhân tăng thì số giờ sẽ giảm. Vậy là đại kỷ lượng tỉ lệ nghịch. Chúng ta viết luôn công thức nhé. Lúc đầu có 20 công nhân đúng không? Trong 200 giờ, đúng chưa? Và lúc sau có thêm mấy công nhân, thêm 5 người, vậy thì cho 25. Vậy ta ra ngay. 200 mà chia 25 chúng ta được 8. 8 nhân với lại 20 chúng ta được 160 giờ và các số là 160. Đã. Bài số 3, một trang trại nuôi 300 con lợn heo và một số gạo dự trữ ăn trong 20 ngày, nhưng thực tế trang trại có nhập thêm 200 con heo, hỏi số gạo đó đủ trong ăn trong bao nhiêu ngày? À, dễ thấy ngay, số con heo càng tăng thì số ngày dự trữ để à số ngày ăn hết cái số uh, gạo dự trữ đương nhiên là giảm rồi. Vậy chúng ta đó là hai đại tượng nghịch mình ta áp dụng công thức luôn nhá. 300 con heo đúng không? 300. Nhân với trong bao nhiêu ngày? 20 ngày. 20 ngày. Và chúng ta chia cho thêm 200 nữa tức là 900 năm 500 Đúng không? Bằng. rút gọn nhé. Rút gọn đây là được 3 phần 5. Đúng không? 20 chia 5 được 4. 4 x 3 là 12. Vậy chúng ta sẽ à, đáp số đây sẽ là 10, 12 ngày. Chúng ta cùng nhau xem hai bài tập tiếp theo. Một đơn vị thanh niên sung phong chuẩn bị số gạo đủ cho đơn vị ăn trong 30 ngày. Sau 10 ngày, đơn vị nhận thêm 10 người nữa. Vậy số gạo còn lại đơn vị sẽ ăn trong bao nhiêu ngày? Bài này à, hơi phức tạp hơn những cái bài trước đây chúng ta gặp. À, ta tóm tắt như sau nhé. Thứ nhất này, à, đơn vị à lúc đầu có 90 người đúng chưa? Chúng ta có này, đơn vị có 90 người, đúng không? Đấy. Ăn 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 trong 30 ngày, 30 ngày. Ăn 30 ngày thì hết số gạo đã dự trữ, đúng không? Hết dự trữ. Nhưng này, sau 10 ngày, sau 10 ngày thì nhận thêm 10 người nữa, đúng không? Vậy Vậy là số gạo dự trữ sẽ ăn đủ ăn đủ cho 90 người 90 người trong 20 ngày đấy tức là đây là sau 10 ngày nhé sau 10 ngày sau 10 ngày sau 10 ngày thì chúng ta còn 90 người sẽ ăn đủ trong trong 20 ngày nữa đúng không bởi vì dự trữ ăn 30 ngày mà sau 10 ngày tất nhiên là trong 20 ngày rồi nhưng thực tế sau 10 ngày lại tăng thêm tăng thêm 10 người vậy chúng ta ở đây là có 100 người thì ăn trong bao nhiêu ngày đúng không Bây giờ, số người tăng thì tất nhiên số ngày sẽ giảm rồi bởi vì lượng gạo là là không đổi. Vậy đây chính là hai đường tỉ lệ nghịch. Chúng ta chỉ cần làm phép toán là gì? Lấy 20 nhân 90 chia 100 và sẽ bằng 10, 18. Vậy tóm lại, đáp số đây là 18. 18 ngày nữa wow. Số gạo còn lại các bạn nhé, còn lại sau 10 ngày thì ăn trong 10 18 ngày nữa là hết. Bài số 2 tương tự như bài đầu. Một đơn vị bộ đội chuẩn bị đủ gạo ăn cho 750 người trong vòng 45 ngày, nhưng sau 4 ngày có một số người mới đến nên anh quản lý tính ra số gạo chỉ đủ ăn trong 25 ngày thôi, hỏi có bao nhiêu người đến thêm biết rằng năng suất ăn mỗi người là như nhau. Ta tóm tắt sau. 750 750 người ăn trong 45 ngày ăn trong 45 ngày Đúng chưa? Ăn trong 45 ngày. Sau 4 ngày, sau 4 ngày rồi thì cái lượng thức ăn sẽ đủ cho 750 người ăn trong 41 ngày, đúng không? Vậy là 750 người. Vậy ở đây là sau 4 ngày thì 750 người này sẽ ăn trong 44 ngày. Ăn đủ lượng lượng, lượng gạo trong 45 41 ngày đúng không? Nhưng này, sau 4 ngày thì là à, số bộ đội sẽ tăng thêm và chỉ ăn được trong 25 ngày thôi. Vậy chúng ta xem tất cả có bao nhiêu người mà lại chỉ ăn được trong 25 ngày. Rõ ràng như bài trên rồi, đó là đại lượng tỷ lệ nghịch vừa và chúng ta chỉ được tính công thức thôi. 41 nhân 750 41 nhân 750 và chia cho 25 chia 25 đúng không 75 chia 25 được 3 3 nhân với 41 chúng ta được 123 thêm số không được vậy chúng ta được là 1230 người vậy số người tín thêm sẽ là 1230 người trừ đi 750 đúng không vậy chúng ta chỉ cần được 1230 trừ 750 Đấy, và ra được đáp số nó là gì 0 này 13 trừ 5 được 8 11 chúng ta ở đây là 480 người. Đấy, vậy là số người đến thêm sẽ là 480 người nhé. Ta tiếp theo với hai bài toán. Một cửa hàng có 28 thùng đựng đầy dầu gồm hai loại. Loại 60 lít và loại 20 lít ở một thùng. Được chưa? Hỏi có bao nhiêu thùng loại 60 và bao nhiêu thùng loại 20 lít. Biết rằng số dầu đựng ở mỗi loại thùng là như nhau. Đấy, Uh, khi bài đọc này thì uh, các bạn sẽ có cảm giác không liên quan gì đến bài toán tỷ lệ thuận hay tỷ lệ nghịch đúng chưa? nhưng mà chúng ta chú ý ở dữ kiện cuối cùng là số dầu đựng ở mỗi thùng là như nhau đúng chưa? Đấy, ta thấy này, cái số dầu này này, số dầu này nhé, thì nó bằng là uh, số thùng đúng không? số thùng nhân với số lít Số lít trên một thùng. Số lít trên một thùng. Đúng không? Số lít trên một thùng. À, thầy ví dụ. Thầy ví dụ nhé. Thầy ví dụ là. À, chúng ta có 6 thùng này. Nhân với 60 lít. Đúng không? Chúng ta được là 360 lít. Đúng không? Nhưng với loại 20 lít chẳng hạn thì để được 360 thì chúng ta ở đây chúng ta phải có là 10 18 đúng không? 18 thùng thì sẽ được là 360 lít. Vậy chúng ta thấy này, khi mà số lít ở một thùng giảm đi bao nhiêu lần thì số thùng sẽ tăng lên bấy nhiêu lần thì mới được tổng số lít ở mỗi loại là như nhau. Thế vậy số thùng và số lít chính là hai đại lượng tỷ lệ tỷ lệ nghịch đúng không? Từ đó mình sẽ có lời giải như sau. Là gì? với giả thiết này với giả thiết này thì tổng là 28 thùng và chúng ta biết tỷ lệ ở đây là tỷ lệ số thùng 20 lít và số thùng 60 lít nó chính là 3 chia chia 1 đúng không? Vậy chúng ta có ngay là tỷ lệ tỷ lệ số thùng số thùng à, 60 lít và 20 lít là đại lượng tỷ lệ nghịch của chúng ta lấy là 20 chia 60 và bằng 1 phần 3 đúng không? Vậy là gì? Tổng thì bằng 28, tỷ số thì bằng 1 phần 3. Do đó, số thùng loại 60 sẽ là 28. Thầy viết luôn đây nhá. Từ đó mình tìm ra được là số thùng loại 60 lít sẽ là 28 này. Chia cho 1 cộng 3. 1 cộng 3 và nhân với 1 vậy 28 chia cho 4 được 7 thùng. Vậy chúng ta có 7 thùng vào đây và chúng ta có 20 thùng thùng 20 lít. À, khi mà các bạn có thể thử lại chúng ta lấy là 7 nhân 60 là 420 chứ 21 nhân với 20 cũng là 420 lít tức là số thùng ở mỗi loại là số lít ở mỗi thùng là như nhau. Và số 2 An và Bình đọc hai cuốn truyện giống nhau. Được chưa? Trung bình một ngày An đọc được 10 trang Còn Bình thì đọc được 15 trang Hỏi cuốn chuyện dày bao nhiêu trang Biết rằng An bắt đầu đọc sau Bình 2 ngày Và Bình đọc xong trước An 7 ngày Đấy. Ta phân tích cái dữ kiện sau nhé Thứ nhất này Hai cuốn chuyện là giống nhau Giống nhau Tức là số trang giống nhau Vậy An đọc trong 10 ngày xong Bình đọc trong 15 ngày đọc một ngày thì được 10 trang Bình đọc một ngày thì được 15 trang Vậy chúng ta xem số trang và số ngày đọc xong cuốn sách Nó là hai đợi lượng tỷ lệ thuận hay tỷ lệ nghịch Thì ta phân tích này nhá. À, một ngày chúng ta đọc được càng nhiều Thì số ngày để hoàn thành cuốn truyện đương nhiên nó là càng càng bé rồi Vậy đây chính là hai đại lượng tỷ lệ tỷ lệ nghịch Đúng không? Từ đó mình sẽ tìm được ngay một cái tỷ số đó là gì? Đó là số ngày Số ngày đọc xong đọc xong đấy của của an an và bình và bình đấy Thì xin lỗi nhá đây là tỷ số này tỷ số giữa số ngày đọc xong cuốn sách của an và bình nó sẽ là đại tỷ lệ nghịch tức là bằng 15 chia 10 đúng không 15 chia 10 hay nên khác bằng 3 phần 2 3 phần 2 Đấy, vậy chúng ta biết tỷ số 3 phần 2 Ta xem, tiếp dữ kiện tiếp theo này An bắt đầu đọc sau bình 2 ngày Được chưa? Và bình thì đọc xong An trước 7 ngày Thì ta phân tích này Thì ta xem số ngày của An và của bình tranh nhau bao nhiêu ngày Các bạn chú ý nhé à, Rõ ràng bình Bình thì đọc xong trước An 7 ngày Nếu hai bạn hai bạn bắt đầu như nhau đúng không? thì bình xong trước an mấy ngày nhỉ hai ngày, an bắt đầu đọc sau bình hai ngày, nhá, được chưa? và bình đọc xong an trước bảy ngày, vậy thực chất là số ngày uh, an, số ngày của an sẽ nhiều hơn số ngày của bình là năm ngày. Vì sao vậy? Các bạn có thể tưởng tượng này Đây là an này. Đây là bình này. Rồi. À, an đọc sau bình. Đây. An bình đọc ngày 1, an đọc sau bình 2 ngày tức là ngày số số 3 đúng không? Đấy, xong tự nhất này. Bình đọc xong an trước 7 ngày, ví dụ bình xong ngày 13 thì an phải xong ngày 2, 20. Vậy thực chất ở đây An sẽ À An sẽ có bao ngày các bạn? Sẽ có là 20 trừ đi uh, 20 trừ đi 7 còn 17 ngày. Đúng không? Còn đây là 12. Vậy là hơn nhau là 5 ngày. Đấy, vậy là số ngày của An sẽ hơn số ngày của Bình là là 5 ngày nhé Vậy tóm lại chúng ta có là tỉ số là 3/2, còn hiệu nó là là 5. Từ đó mình sẽ tìm được số ngày. Số ngày của An. số ngày đọc sách của An nó sẽ là gì? Sẽ là 5 chia cho 3 trừ 2 và nhân với 3 thì chúng ta được là 15 ngày. 15 ngày, được chưa? Mà mỗi ngày An đọc được 10 trang, vậy chúng ta có cuốn sách này là 150 trang. 150 trang. Thế thôi.